Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần thì mình lại đóng những cây này vào thùng để gửi cho khách. Sáng nay mình đóng 60 cây gửi cho một anh ở Cần Thơ ở Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đây anh vị khách ở Cờ Đỏ Cần Thơ đặt mình là gồm 15 cây đỏ, 15 cây vàng, 1 cốt, 15 cây màu tím sen, 15 cây màu hồng phấn. Mà hiện tại màu tím sen mình đã hết, thì mình bù lại những cây màu vàng cho anh. Xem cái lô cây, đây là những cây màu vàng. Đây là những cây màu vàng nha các bạn, hoàn toàn là một cốt. Đây. Đó, các bạn xem một cốt màu vàng đang ra bông rộ. Bông rộ nguyên cây hết trơn đó các bạn. Đây bông. Rồi. Phía bên đây là màu đỏ nha các bạn. Đây, màu đỏ cũng ra bông rộ hết trơn đây. Phía bên đây là mình đã vô bọc rồi, một hồi sẽ cuộn lại và dán băng keo để bầu lại. Đó các bạn xem. Rồi phía bên đây là màu hồng phấn. Màu hồng phấn thì cây còn khá là nhỏ, mà theo cái lô hàng yêu cầu của khách á, thì cây này nó nhỏ thấp cho nên thì nó rẻ tiền hơn một chút. Còn phía bên trong này là màu tím sen. Màu tím sen các bạn nhìn thấy nó gì chứ, là một cốt nha các bạn. Tại vì nó mọc tùm chứ một thân nó mọc lên, chỉ cần các bạn chịu khó tỉa lại, tỉa nhánh lại thì sẽ thấy một cốt. Phía bên đây là màu hồng phấn.